Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với một sản phẩm, đó là cái bếp nướng. Bếp nướng BBQ nha các bạn. Ba ba lê nha các bạn. Bếp nướng BBQ. Bà ba lê mà có thể gọi là bà ba lé nha các bạn. Tiếp 1 2000W. Thì nhìn ngoại hình của em nó là khá là hấp dẫn đó các bạn ơi. Đây là cái bếp nướng B3BQ bằng điện. Thì nó sử dụng cái nguồn điện là 220V 50Hz 2000W nha các bạn. Có 3 mức chỉnh: nướng nhanh, nướng và giữ ấm. Dễ dàng vệ sinh cái bếp này. Và how hot you only. Nói về cái bếp nướng này thì chắc hẳn là các bạn cũng đã biết đến nó nha. Thì cái hiện tại là cái bếp này thì bên mình cũng đang bán các bạn. Cái giá của em nó là 190.000. Thì bao gồm có cái bếp nè, cái bếp nướng màu đen này và cái vỉ, hai cái tay cầm bằng nhựa, cái này bằng cao su nha các bạn chứ không phải bằng nhựa, mình nói nhầm, bằng cao su. Và trên đây là cái bộ chỉnh nhiệt, thì nó sẽ có 5 mức. 0 là khi mình chỉnh về số 0 thì nó sẽ là off, là tắt các bạn. Rồi số 1 là nóng vừa, số 2 là nóng hơn một tí, số 3 là nóng trung bình, số 4 là hơi cao, số 5 là mức cao nhất, là để nướng nhiệt độ cao nhất nha bạn. Maximum là cao nhất. Thì cái sản phẩm này chúng ta có thể nướng là thịt nè các bạn, rồi gà nè, gà mình ăn với khoai tây chiên này. Và đặc biệt là cái món như hải sản, tôm, mực, cá các bạn, rất là ok. Thì hiện tại thì cái bếp này thì bên mình đang bán với giá là 190.000. Thì nếu các bạn cảm thấy cái bếp này ok, các bạn có thể đặt hàng của bên mình qua kênh Lazada. Thì lúc trước mình cũng có làm một cái clip rồi, và hôm nay thì mình cũng giới thiệu lại là với các bạn là hàng nó mới về đó các bạn. Cái đợt hàng này mới về, mình mới nhận hàng về ngày hôm nay, chỉ còn có vài cái nữa các bạn. Cái tiêu chuẩn CE của châu Âu nữa bạn ơi. Em ơi. Sản phẩm này là sử dụng điện 220V nha các bạn. 2000W. Có 3 mức là làm nướng nhanh nè. Nướng 5 mức chứ các bạn. Nướng nhanh, nướng giữ ấm. Giữ ấm 3 mức. Chuyển đổi on off. Nhìn cái buổi tiệc hải sản này các bạn có thấy thèm không? Nhưng mình riêng mình là mình rất là thèm nha các bạn.